Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với buổi chữa đề thứ 5 cùng với cô. Cấu trúc đề số 5 của chúng ta cũng gồm có hai phần. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết đề số 5 nhé. Đề số 5, phần 1, 4 điểm. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng được xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Trích trong tiếng nói văn nghệ của Nguyễn Đình Thi. Câu 1. Chỉ ra các phép liên kết giữa các câu trong đoạn văn. Câu 1. Chỉ ra các phép liên kết. Vậy thì ở đây có những phép liên kết nào đây? Chúng ta đi giải quyết phần 1 nào. Phần 1. Câu 1. Chúng ta đã được học kiến thức về các phép liên kết rồi. Vậy thì ở đây, các em sẽ thấy là từ câu 2 với câu 1 thì có được nối với nhau bằng từ nhưng. Vậy thì chúng ta có phép liên kết đầu tiên giữa câu 1 với câu 2, đó là phép nối qua từ nhưng. Câu 1. Phép nối. Từ nhưng. Ở câu 2 và câu 1, nối câu 2 với câu 1, được chưa? Tiếp theo này. Nhưng nghệ sĩ không những ghi cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Ở đây thì các em thấy rằng từ anh ở câu số 3 đã được sử dụng để thế cho từ nghệ sĩ ở câu 2. Chúng ta có phép thế. Từ anh ở câu 3. Thế cho từ nghệ sĩ ở câu 2. Đó là xong câu 1, được chưa nào? Câu 2 nào. Câu 2. Em hiểu ghi cái đã có rồi nghĩa là gì? Vậy thì các em sẽ tìm cho cô xem nào. Trong đoạn văn, cụm từ ghi cái đã có rồi nó xuất hiện ở chỗ nào? Tác phẩm nghệ thuật nào cũng được xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi, mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Chúng ta đã phát hiện ra cái cụm từ đó rồi đúng không? Vậy thì ở đây các em ạ, đặt trong mối quan hệ với câu văn trước thì các em thấy rằng cái đã có rồi, chúng ta hiểu cái đã có rồi là gì đúng không? Cái đã có rồi ở đây là hiện thực đời sống, là nguồn chất liệu được người nghệ sĩ sử dụng để sáng tạo nên tác phẩm của mình. Vậy thì ghi cái đã có rồi tức là phản ánh chân thực hiện thực đời sống, được chưa? Ở đây thì các em thấy rằng cái quan niệm của Nguyễn Đình Thi giống với quan điểm văn chương của Nam Cao. Nam Cao cũng đã từng phát biểu là gì? Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những ai biết đào sâu, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Chúng ta có câu trả lời cho câu số 2 nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ giải thích về ghi cái đã có rồi hay là cái đã có rồi. Cái đã có rồi ở đây chính là hiện thực đời sống. Là nguồn chất liệu được nghệ sĩ sử dụng để sáng tạo, đúng không? Được nghệ sĩ
sáng tạo nên tác phẩm. Được chưa? Vậy thì ghi cái đã có rồi, tức là phản ánh chân thực hiện thực đời sống. Được chưa nào? Đó là câu số 2. Được chưa? Tiếp theo câu số 3 này. Người ta yêu cầu chúng ta là từ nội dung đoạn trích, hãy trình bày suy nghĩ khoảng một trang giấy thi về ý kiến đó là tác phẩm nghệ thuật làm phong phú tâm hồn con người. À, vậy thì chúng ta xác định được cái vấn đề nghị luận ở đây là gì? Chúng ta sẽ chuyển sang câu 3 cho cô nhé. Câu 3 nào. Chúng ta có câu số 3. Câu số 3, vấn đề nghị luận ở đây, đó chính là vai trò của tác phẩm nghệ thuật đối với tâm hồn của con người, đúng không nhỉ? Vậy thì phần mở đoạn các em sẽ phải làm nhiệm vụ gì đây? Mở đoạn nào. Trong phần mở đoạn thì các em sẽ phải dẫn dắt và trích dẫn được ý kiến. Dẫn dắt và trích dẫn ý kiến đó là và nêu được vấn đề nghị luận chưa? Mà vấn đề nghị luận ở đây muốn nói đến đó là gì nhỉ? Nói về vai trò của tác phẩm nghệ thuật đối với việc làm phong phú tâm hồn con người. Đó là phần mở đoạn. Chẳng hạn như cô có thể viết như sau. Chúng ta có thể trích dẫn nguyên cái lời nói, cái lời văn của Nguyễn Đình Thi trong tác phẩm Tiếng Nói của Văn Nghệ. Cô có thể dẫn như sau. Trong tác phẩm Tiếng Nói của Văn Nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, làm cho con người vui buồn nhiều hơn, yêu thương và căm hờn được nhiều hơn. Tai mắt biết nhìn, biết nghe, thêm tế nhị, sống được nhiều hơn. Quả đúng nhỉ, là như vậy. Tác phẩm nghệ thuật làm phong phú tâm hồn con người. Được chưa? Cô đã dẫn dắt vào vấn đề bằng một câu nói, bằng một ý kiến của Nguyễn Đình Thi trong Tiếng Nói của Văn Nghệ. Được chưa? Tiếp theo, đến phần thân đoạn. Trong phần thân đoạn này thì các em sẽ phải tập trung để làm sáng tỏ vấn đề. Tập trung. Làm sáng tỏ vấn đề. Tức là về cái vai trò của tác phẩm nghệ thuật đối với việc làm phong phú tâm hồn con người. Thì trước hết các em sẽ khẳng định cho cô. Đó là tác phẩm nghệ thuật chân chính thì không chỉ tái hiện bức tranh đời sống một cách chân thực, sáng tạo, mà còn chứa đựng ở đó những tư tưởng, tình cảm đẹp đẽ và sâu sắc của người nghệ sĩ. Bởi vì bất kỳ một người nghệ sĩ nào khi họ sáng tác lên một cái tác phẩm nghệ thuật, lên cái đứa con tinh thần của mình, thì họ cũng muốn gửi gắm vào đó một tư tưởng, một thông điệp hay một thái độ nào đó để nhằm mục đích là đến với trái tim của người đọc. Được chưa? Như vậy, thứ nhất, đó chính là tác phẩm nghệ thuật.
Đấy, tác phẩm nghệ thuật chân chính không chỉ tái hiện bức tranh đời sống một cách chân thực sáng tạo. Mà còn chứa đựng những tư tưởng tình cảm đẹp đẽ. Và sâu sắc của người nghệ sĩ. Được chưa nào? Chính vì điều đó nên là tác phẩm nghệ thuật sẽ có khả năng giúp cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn. Vì vậy, trở nên phong phú hơn, được chưa? Vậy thì đến đây các em sẽ đưa ra các lý lẽ. Vậy thì tác phẩm nghệ thuật nó bồi đắp cho tâm hồn con người những điều gì, đúng không? Thứ nhất, đó chính là các em đọc một bài thơ, hay xem một bức tranh, hay là nghe một bản nhạc nào đó, hay là các bạn tìm hiểu về một lĩnh vực nào, thì tác phẩm nghệ thuật bao giờ cũng cung cấp cho chúng ta những tri thức về tự nhiên, về xã hội, về văn hóa, về con người, đúng không? Thứ nhất, tác phẩm nghệ thuật. Cung cấp cho con người tri thức về tự nhiên, xã hội, văn hóa, rồi con người, vân vân. Rồi như các tác phẩm văn học hay tác phẩm nghệ thuật còn khiến cho con người có những tình cảm mới mẻ mà họ chưa có, và đồng thời sẽ giúp chúng ta rèn luyện những tình cảm sẵn có. Nói như Hoài Thanh thì ông đã viết rằng văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có, chính là công dụng của văn chương. Nghĩa là văn chương mở ra cho ta những chân trời mới, bồi đắp cho ta những tình cảm đẹp và làm giàu thêm cho thế giới tâm hồn của ta. Đấy. Tiếp theo, tác phẩm nghệ thuật có vai trò là gì? Đấy, như cô vừa nói xong, đó chính là tạo cho con người những tình cảm mới mẻ mà họ chưa có. Rồi kết hợp với đó là rèn luyện những tình cảm sẵn có. Đấy, được chưa? Như vậy là tác phẩm nghệ thuật giúp cho tâm hồn của chúng ta trở nên phong phú hơn, làm giàu thêm cho thế giới tâm hồn của ta. Và từ đó thì tác phẩm nghệ thuật
Từ những nhân vật, từ những sự việc trong những tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp cho con người chúng ta biết yêu quý, biết trân trọng cái đẹp, cái thiện và biết phê phán, căm ghét cái xấu, cái ác. Giúp con người. Biết yêu quý, trân trọng cái đẹp. Cái thiện. Rồi cùng với đó là sẽ biết phê phán. Căm ghét cái ác, cái xấu, được chưa? Căm ghét cái ác, cái xấu. Nói như nhà văn Thạch Lam, có nghĩa là văn chương nó giống như là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn, được chưa? Và từ đó thì sẽ giúp cho chúng ta tinh tế hơn trong cuộc sống và trong cách nhìn nhận mọi sự việc xung quanh và trong cả cái cách mà đối nhân xử thế với mọi người nữa. Và từ đó chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn, được chưa? Giúp chúng ta tinh tế. Đấy. Giúp cho chúng ta tinh tế này. Tinh tế hơn trong cuộc sống. Rồi, trong cách nhìn nhận mọi việc. Và cả cách hành xử với mọi người. Và cả cách mà chúng ta có thể giao tiếp với mọi người xung quanh nữa, đúng không? Như vậy, tác phẩm nghệ thuật giúp cho con người chúng ta có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Thông qua việc là chúng ta sẽ thâm nhập vào nhân vật, thâm nhập vào những cái thế giới nghệ thuật mà người nghệ sĩ xây dựng nên. Như vậy, qua tác phẩm nghệ thuật thì ta có thể soi chiếu vào bản thân mình để tự phát triển và hoàn thiện tâm hồn cũng như là nhân cách của mình. Tiếp theo, qua tác phẩm nghệ thuật để từ đó tự hoàn thiện và phát triển nhân cách tâm hồn. Được chưa? Đó chính là những cái lập luận mà chúng ta đưa ra. Vậy để cho những cái lập luận này của mình trở nên thuyết phục hơn thì chúng ta phải đến phần gì đấy? Chứng minh. Các bạn sẽ phải chứng minh cho cô nhé. Nào, chúng ta chứng minh. Đó chính là chẳng hạn như là đôi khi các bạn xem một bộ phim hay là nghe một bản nhạc thì sẽ khiến chúng ta có thể vui, có thể buồn cùng với những nhân vật, với sự việc trong cái tác phẩm đó. Cũng giống như vậy thì tác phẩm văn chương giúp cho ta thấm thía được tình cảm gia đình qua những câu ca dao yêu thương tình nghĩa, rồi khiến cho chúng ta thêm trân trọng tình bạn thiêng liêng.
và thậm chí văn chương còn đẩy mạnh tình yêu nước trong tim mỗi chúng ta. Chẳng hạn như bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt, hay Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, hay lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những áng văn chương bất hủ, có sức mạnh lay động cổ vũ lòng người. Sức mạnh ấy không kém gì những đạo binh hùng tướng mạnh. Được không? Hoặc là đơn giản chúng ta qua câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ đó chúng ta nhận thức được công lao to lớn vô bờ bến của người cha, người mẹ. Các em sẽ lấy dẫn chứng vào đây để khiến cho cái lập luận của mình thuyết phục hơn. Chẳng hạn, chúng ta có thể lấy dẫn chứng về tác phẩm văn chương làm cho giúp ta thấm thía được tình cảm gia đình này. Rồi giúp cho chúng ta làm sao? Trân trọng tình bạn, thiêng liêng, thêm trân trọng tình bạn. Rồi giúp cho chúng ta đẩy mạnh tình yêu nước. Đấy, trong mỗi con người lấy dẫn chứng một bài thơ hoặc một tác phẩm cụ thể ra, đúng không? Cuối cùng đến phần kết đoạn thì các bạn sẽ đưa ra bài học nhận thức và hành động. Được chưa nào? Chúng ta sẽ đưa ra bài học nhận thức và hành động. Vậy thì từ việc chúng ta nhận thức được chức năng của tác phẩm nghệ thuật thì chúng ta sẽ cần hình thành một tình yêu, say mê và trân trọng những giá trị nghệ thuật. Được chưa? Đấy. Trân trọng, say mê và có sắp xếp để chúng ta có thể có cơ hội, khả năng để tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn. Được chưa? Đó là cái dàn ý chi tiết về đoạn văn nói về tác phẩm nghệ thuật giúp cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2. Được chưa nào? Đây là một bài thơ rất quen thuộc trong chương trình ngữ văn lớp 9 của các em, đúng không? Câu 1 yêu cầu các bạn đó là hãy chép tiếp 4 dòng thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ đầu. Được chưa nào? Người ta cho chúng ta 2 câu thơ trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thanh Hải có viết: mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. Vậy thì bây giờ các bạn cứ chép đúng và đủ như đoạn thơ in trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 là các bạn có thể được điểm rồi. Chúng ta có phần 1, Phần 2 nha. Câu 1. Chắc chắn là câu này thì không bạn nào sẽ cần cô phải chữa nữa, đúng không nào? Đó là gì? Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. Ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay, tôi hứng. Được, 0,5 điểm, được chưa? Câu 1 xong. Câu 2 nào. Giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Ý nghĩa nhan đề của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Mỗi tác giả, mỗi nhà thơ, mỗi nhà văn khi xây dựng tác phẩm của mình thì luôn luôn muốn đặt cho đứa con tinh thần của mình một nhan đề giàu ý nghĩa. Và Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải cũng như vậy. Mùa Xuân Nho Nhỏ ở đây, nhan đề được cấu tạo bởi một danh từ mùa xuân đi cùng với tính từ nho nhỏ, đã
cụ thể hóa, hữu hình hóa mùa xuân và mang đến những lớp nghĩa khác nhau. Trước hết, nó mang ý nghĩa tả thực, đó là gợi về mùa xuân của đất trời, của thiên nhiên vũ trụ. Thế nhưng, nhan đề này còn là một hình ảnh ẩn dụ độc đáo, thể hiện khát vọng, lý tưởng, muốn cống hiến tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của cuộc đời cho quê hương, cho đất nước của nhà thơ. Tác giả mong muốn mình là một mùa xuân nho nhỏ để góp phần vào mùa xuân lớn của dân tộc, của đất nước. Như vậy, chúng ta có ý nghĩa nhan đề mùa xuân nho nhỏ. Nhan đề mùa xuân nho nhỏ. Trước hết mang ý nghĩa tả thực. Gợi về mùa xuân của thiên nhiên đất trời, được chưa? Đồng thời, mang ý nghĩa ẩn dụ cho khát vọng của nhà thơ, mong muốn được làm một mùa xuân nho nhỏ, đúng không? Được làm một mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân lớn của dân tộc, của đất nước, tức là mong muốn muốn góp những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất cho cuộc đời. Mong muốn cống hiến những gì đẹp đẽ nhất tinh túy nhất cho đời. Đó là ý nghĩa nhan đề của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Được chưa? Chúng ta đã trả lời được câu số 2. Câu số 3 nào? Câu 3. Câu 3 hỏi chúng ta là gì đây? À, chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên. Đây chính là hai câu thơ trên. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc. Ở đây các em dễ dàng nhận ra được một biện pháp tu từ rất quen thuộc, đó là biện pháp đảo ngữ. Tác giả đã đảo động từ mọc lên đứng ở đầu câu, có tác dụng thứ nhất là diễn tả cảm giác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bất ngờ và tràn đầy sức sống của những bông hoa lục bình trên dòng sông xanh. Những bông hoa như từ từ lộ lên từ trên mặt nước, được chưa? Chúng ta có biện pháp đảo ngữ. Câu 3, biện pháp đảo ngữ. Đó chính là đảo động từ mọc lên đầu câu. Đấy, xong hai bước gọi tên biện pháp tu từ và chỉ ra từ ngữ chứa biện pháp tu từ đó. Bước 2 chúng ta sẽ nêu tác dụng này. Bước 3 nêu tác dụng. Tác dụng ở đây đó là gì? Diễn tả cảm giác ngỡ ngàng
trước vẻ đẹp bất ngờ, tràn đầy sức sống. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bất ngờ. Và tràn đầy sức sống của những bông hoa lục bình trên dòng sông. Được chưa nào? Đó chính là câu 3, được chưa các em? Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 4 nhé. Nào, câu số 4 đó chính là yêu cầu chúng ta là viết một đoạn văn theo cách lập luận gì đây? Tổng hợp, phân tích, tổng hợp. Đấy. Khoảng 12 câu. Trong đó có sử dụng phép nối này để liên kết câu và một câu chứa thành phần tình thái với chủ đề đó là vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy. Và yêu cầu chúng ta là gạch dưới, tức là gạch chân thành phần tình thái và từ ngữ dùng làm phép nối. Đây là một dạng đề rất là quen thuộc, đúng không? Trong yêu cầu chúng ta là viết một đoạn văn và trong đoạn văn đó sẽ có những cái yêu cầu về hình thức như là sử dụng phép nối để liên kết câu và một câu chứa thành phần tình thái với chủ đề vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy ở khổ thơ trên, được chưa nào? Vậy thì khổ thơ chúng ta đã viết được ở câu số 1 rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu số 4 này nhé. Rồi, cô sẽ thêm một cái bảng vào đây nha. Câu số 4 nào. Đấy. Câu số 4. Câu 4 ở đây yêu cầu chúng ta đó là gì? Viết một đoạn văn theo hình thức tổng phân hợp. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Và lưu ý đối với dạng đề dạng viết đoạn văn theo hình thức tổng phân hợp thì câu chủ đề sẽ nằm cả ở đầu và ở cuối đoạn văn. Tuy nhiên, câu mở đầu thì sẽ mang ý khái quát bậc 1. Còn câu kết sẽ mang ý khái quát bậc 2, nâng cao và mở rộng hơn. Chưa? Mở đoạn. Mở đoạn các em sẽ phải nêu được vấn đề nghị luận. Chưa? Mở đoạn sẽ dẫn dắt và nêu được vấn đề nghị luận. Vậy thì vấn đề nghị luận ở đây là gì? À, đây, ngay trong đề bài, đó là vẻ đẹp của thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy. Chưa? Đó chính là vẻ đẹp. Của thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ. Trước vẻ đẹp đó. Được chưa nào? Đấy. Và lưu ý là trong phần mở đoạn này thì các bạn cũng phải xác định được vị trí của đoạn thơ đó là nằm phần nào, trong bài thơ nào, của tác giả nào. Được chưa nhỉ? Chắc chắn là đây là bài Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hà và đây là khổ thơ đầu tiên. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần thân đoạn. Nào, đến phần thân đoạn thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ gì? Thân đoạn.
Ở phần thân đoạn thì các em sẽ tập trung làm sáng tỏ hai luận điểm. Thứ nhất đó chính là vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và thứ hai là cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy. Thứ nhất. Của mùa xuân thiên nhiên. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay, tôi hứng. À, ở đây, trước hết chúng ta thấy rằng là chỉ bằng một vài nét phác họa, thế nhưng mà tác giả đã vẽ ra được cả một cái khoảng không gian cao rộng. Thứ nhất, chúng ta thấy là tìm các từ ngữ, những tín hiệu nghệ thuật nói về không gian cao rộng. Không gian cao rộng. Cùng với đó còn là những màu sắc thì tươi thắm của mùa xuân, đều là những màu sắc đặc trưng của xứ Huế. Nào là màu xanh, rồi tím biếc. Rồi, tiếp theo, màu sắc thì tươi sáng, tươi thắm. Đó là màu gì? Màu xanh, rồi tím biếc. Và điểm sắc vào bức tranh thiên nhiên mùa xuân ấy còn có âm thanh vang vọng của tiếng chim triền triện. Âm thanh. Âm thanh của chim triền triện, được chưa nào? Và sẽ đặc biệt lưu ý cho cô đến việc là tác giả còn sử dụng ở đây đảo ngữ, biện pháp đảo ngữ mà chúng ta đã vừa trả lời ở câu trên, đúng không? Đảo ngữ mọc để diễn tả cái sự sống căng tràn như thế nào, cảm xúc của tác giả ra sao. Và ở đây thì không thể không nhắc đến một hình ảnh thơ độc đáo, đó là từng giọt long lanh rơi. Ở đây hình ảnh giọt long lanh nào. Ta còn nói đến cái hình ảnh giọt long lanh. Là một hình ảnh giàu sức biểu cảm. À, hình ảnh giàu sức biểu cảm. Ở đây có thể hiểu đó chính là giọt mưa xuân, giọt sương sớm long lanh của ánh sáng mùa xuân. Thế nhưng nếu như chúng ta đặt trong tương quan với câu thơ trước thì chúng ta sẽ hiểu đây là giọt âm thanh của tiếng chim triền triện. Nếu như chúng ta hiểu theo cách thứ hai thì ở đây có nghĩa là tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, chưa? Đấy, ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tiếng chim từ chỗ là âm thanh được cảm nhận bằng thính giác thì giờ đây đã chuyển sang cảm nhận bằng thị giác, bởi nó đã thành hình, thành khối, có thể cảm nhận bằng thị giác. Rồi từng giọt long lanh ấy, long lanh ánh sáng màu sắc, có thể cảm nhận bằng xúc giác. Và tác giả đã đưa tay ra hứng. À, dù hiểu theo cách nào thì hai câu thơ trên cũng thể hiện cái niềm say sưa, ngây ngất của nhà thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên lúc trời xuân. Như vậy, trước vẻ đẹp này thì tác giả đã có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc của tác giả. Đó là gì đấy? À, say sưa, ngây ngất. Dường như tác giả đang hòa mình vào với trời xuân để cảm nhận và giao hòa với thiên nhiên. Cùng với đó thì chúng ta sẽ chú ý đến việc là tác giả sử dụng các thán từ. Các thán từ. Như là ơi này,
Rồi, chi này, để khiến cho gợi nên một cái chất giọng ngọt ngào, thân thương, gần gũi của con người xứ Huế. Cùng với đó thì tác giả đã điệp lại đại từ tôi hai lần đi cùng với hành động hứng, đã cho thấy cái thái độ trân trọng của thi nhân trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Đại từ tôi đưa tay tôi hứng, đúng không? Điệp lại hai lần đi cùng với hành động gì? Hứng. Đi liền với hành động hứng. Được chưa nào? Đấy. Như vậy là chúng ta đã đi chứng minh về vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên cũng như là cảm xúc của tác giả. Và khép lại đoạn văn phần kết đoạn thì các em sẽ nhận xét cho cô về tài năng của tác giả hoặc là về khái quát lại vấn đề, được chưa nhỉ? Kết đoạn, đây cũng là câu chủ đề thì các bạn cũng sẽ khái quát lại vấn đề mang tính nâng cao, mở rộng hơn. Đấy. Chẳng hạn các bạn có thể tham khảo đoạn văn sau đây. Mở đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ là cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải trước vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên đất trời. Cô đã, trong cái câu đầu tiên này thì cô đã phân tích, đã nêu được vấn đề nghị luận. Đó chính là gì đấy? À, vẻ đẹp của sức sống mùa xuân thiên nhiên đất trời và được thể hiện qua cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải, được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đi làm sáng tỏ vấn đề ở những câu văn sau. Chỉ bằng vài nét phác họa, nhưng tác giả đã vẽ ra được một không gian cao rộng với dòng sông, mặt đất, bầu trời bao la. Cả màu sắc tươi thắm của mùa xuân, sông xanh, hoa tím biếc, màu tím đặc trưng của xứ Huế. Và cả âm thanh vang vọng, tươi vui của chim triền triện hót vang trời. Cùng với việc đảo động từ mặc lên đầu câu thơ, đã tô đậm sức sống mạnh mẽ của mùa xuân. Chắc hẳn, khi đối diện với vẻ đẹp ấy, cho dù là ai, cũng phải ngỡ ngàng, xao xuyến đến say sưa. Ở đây, cảm xúc của tác giả được diễn tả tập trung ở chi tiết rất tạo hình. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Hình ảnh giọt long lanh thật giàu sức gợi. Đó có thể là giọt mưa xuân, giọt sương sớm long lanh trong ánh sáng của trời xuân. Nhưng cũng còn có thể hiểu hai câu thơ này gắn với hai câu thơ trước. Nhà thơ đưa tay hứng từng giọt âm thanh tiếng chim triền triện. Hiểu theo cách thứ hai thì ở đây có sự chuyển đổi cảm giác. Tiếng chim từ chỗ là âm thanh cảm nhận bằng thính giác chuyển thành từng giọt hình khối cảm nhận bằng thị giác. Từng giọt ấy lại long lanh ánh sáng và màu sắc, có thể cảm nhận bằng xúc giác, tôi đưa tay, tôi hứng. Dù hiểu theo cách nào, thì hai câu thơ vẫn biểu hiện niềm say sưa, ngây ngất của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời lúc vào xuân. Cùng với đó là các thán từ, ơi, chi, cũng góp phần gợi lên một chất giọng ngọt ngào, thân thương, gần gũi của con người xứ Huế. Đại từ tôi được điệp lại hai lần gắn liền với hành động hứng, cho thấy thái độ trân trọng của thi nhân trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Dường như thi nhân đang đắm mình vào thiên nhiên, thả hồn vào cảnh vật để tận hưởng, chiếm lĩnh và giao hòa với mùa xuân. Như vậy, chỉ bằng vài nét vẽ về khung cảnh mùa xuân thiên nhiên xứ Huế, ta đã bắt gặp một thi sĩ, một tâm hồn nghệ sĩ, một con người yêu thiên nhiên tha thiết. Như vậy, thứ nhất, đoạn văn này của cô đã đảm bảo về mặt hình thức, tức là lùi vào đầu dòng và bắt đầu bằng chữ viết hoa, kết thúc bằng một dấu chấm câu. Thứ hai, đó chính là đảm bảo về dung lượng. Người ta yêu cầu là khoảng 12 câu, cô viết 13 câu, được chưa? Các bạn sẽ nhiều hơn thì sẽ nhiều hơn tầm khoảng 2 đến 3 câu, tuy nhiên hạn chế là ít hơn, được chưa nào? Nếu có ít hơn thì cũng chỉ ít hơn một câu thôi.
Và thứ hai là đối với đề bài này, yêu cầu chúng ta là viết một đoạn văn và trong đó có sử dụng một thành phần tình thái. Thì các bạn thấy là cô đã gạch chân dưới thành phần tình thái, đó là chắc hẳn. Ngoài ra thì cô còn có thành phần tình thái khác như là gì đây? À, dường như, được chưa? Và yêu cầu chúng ta là sử dụng một phép nối và gạch chân dưới từ đó, cô đã gạch chân. Ngoài từ nối này thì các bạn có thể tìm ra được cô có sử dụng từ nào để làm phép nối nữa không nhé. Rồi, như vậy là đề số 5 chúng ta sẽ khép lại tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những đề sau. Bye bye!